Ngày 16 tháng 3, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã hoan nghênh bước tiến đạt được giữa Liên minh châu Âu, EU, Mỹ, Ấn Độ và Nam Phi về việc dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine ngừa COVID-19. Thông báo của WTO nhấn mạnh, đây là một bước tiến quan trọng và sự thỏa hiệp này là kết quả của nhiều cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm đảm bảo có sự ủng hộ của toàn bộ 164 thành viên WTO. Nếu được tất cả các thành viên WTO ủng hộ thông qua, thỏa thuận này đồng nghĩa là các quốc gia có thể cho phép các nhà sản xuất trong nước sản xuất vaccine mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế. Tuy nhiên, ý tưởng dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngược COVID-19 vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các hãng dược phẩm lớn. Các nhà sản xuất dược phẩm toàn cầu thuộc Liên đoàn các nhà sản xuất và Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế IFBMA cho rằng, động thái trên có thể làm suy yếu khả năng ứng phó của họ trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai.